Chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, hôm nay thì bên em lại về được thêm những cặp loa WeWood G4000 quý vị nhé. Những cặp loa WeWood G4000 này thì dòng sản phẩm này ở những video trước thì bên em cũng đã có những video giới thiệu đến quý vị và các bác rồi. Với cặp loa mà được trang bị là một bát 30, một trung 20 và tiếp theo là một trung 16 và cộng thêm ba giải chép giấy nữa và một siêu chép nữa, thì cái cặp loa này nó sẽ mang đến cho người nghe một cái cảm giác cực kỳ là chân thực và chất âm tái tạo lại cái chất âm nó rất là tròn và rõ chữ. Chất âm nó chân thực đến nỗi là như các nhạc công và ca sĩ đứng ở trước mặt chúng ta chơi nhạc và hát cho chúng ta nghe vậy. Và cặp loa này thì được thừa hưởng những công nghệ tiên tiến nhất đời, những công nghệ tiên tiến nhất và những sản phẩm của WeWood những đời trước, như là những dòng G2000 đấy, hay là VK720. Cặp loa WeWood G4000 này thì nó được thừa hưởng tất cả những tinh hoa đấy, được thừa hưởng tất cả những tinh hoa của những dòng loa đi trước. Đây là cặp loa mà quý vị và các bác chúng ta vừa nghe nhạc được, vừa hát karaoke và chúng ta vừa trưng bày rất là đẹp và cực kỳ là chất, rất là sang chảnh khi mà chúng ta để lên trên kệ của nhà chúng ta. Toàn bộ là ở bên vành bên ngoài của loa là đều được điểm tô màu vàng gold quý vị nhé, đều rất là đẹp. Và loa này thì nó có e căng đậy vào các bác nhé, đấy, có e căng vải lụa và bên em vừa tháo ra rồi, đấy em vừa tháo e căng ra. Màu gỗ quý vị nhé. Đấy, ở đằng trước thì từ chỗ loa hất lên là màu đen thôi, cái nền màu đen thôi và ở đằng sau màu đen thôi. Còn phía dưới, đấy, phía dưới có một khoảng là màu gỗ và bốn mặt còn lại thì là màu gỗ các bác nhé. Đấy, màu gỗ này thì chúng ta mà phối ghép với lại những chiếc kệ rồi là bàn ghế màu gỗ nhà chúng ta thì quả thật nó là rất là tuyệt vời. Âm thanh rất là chi tiết các bác nhé. Âm thanh cực kỳ là chi tiết và sắc nét. Và ở đây thì nó được các kỹ sư là thiết kế là một trung thấp và một trung cao, cho nên là khi mà quý vị và các bác chúng ta hát karaoke hay là chúng ta nghe nhạc thì cái lời ca tiếng hát của ca sĩ nó thể hiện ra rất là rõ ràng và rất là tròn vành rõ chữ. Với cặp loa này thì tin chắc chắn với lại quý vị và các bác một điều là không có bác nào có thể chê được. Và cặp loa này mà hát karaoke thì đảm bảo với lại các bác là các bác không muốn rời tay khỏi cái mic của chúng ta. Bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và chúng ta cùng cảm nhận nhé. Bác nào mà đang nghe qua điện thoại thì các bác cắm tai nghe và giúp em để chúng ta nghe được cái chất âm chân thực nhất của cặp loa quý vị nhé. Điện 1267 tiếng rất là khác, tiếng và thoáng tiếng quý vị nhé. Em có phải trời ngoài trời đang mưa? Em ơi
phải trời đã sang đông. Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ân ái anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Tình lại buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta quen tàn xuân, ta yêu thiên tha khi hè xa, và khi thu đến anh ôm ánh sao cho đến đêm kết thành bước miệng để mùa đông đám cưới đôi mình. Em mới xích lại thật gần đến anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Và các bác, vừa rồi thì em đã test thử cặp loa WeWork G4000. Đấy. Em đã hát test thử và em đã mở một đoạn nhạc rumba cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận rồi. Ngày xưa thì chúng ta phải mất một con số tiền rất là lớn để chúng ta sở hữu một cặp loa thùng, đúng không ạ? Đấy, tính ra tiền, tính ra vàng thì nó rất là nhiều. Nhưng thời điểm hiện tại bây giờ thì cặp loa này giá là 9 triệu đồng quý vị nhé. Đấy, giá chỉ có 9 triệu đồng thôi, đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Đấy, mà những ngày xưa thì loa của chúng ta là chỉ có nghe nhạc và chúng ta trưng bày được thôi. Đấy, còn bây giờ thì loa của chúng ta là vừa nghe nhạc này, vừa trưng bày, vừa hát karaoke, vừa xem phim, giá thành lại rất là rẻ các bác nhé. Quý vị và các bác yêu mến, ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa này, các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Và các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé.
Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.